Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé, lại là Dương đây. Hôm nay Dương đến kiểm tra cái phần cốt thép móng cho gia đình chú Trường ở Tân Sơn, Tân Lang, Tân Sơn, Kim Bảng. Thì đây là một công trình nhà 2 tầng mái Nhật được chúng tôi sử dụng. Đây là móng băng nhé các bác nhé. Đây là móng băng lệch tim. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng đi vào tham quan. Dương cũng có một số những cái điểm lưu ý cho quý vị và các bạn. Đầu tiên thì Dương muốn nói chia sẻ với quý vị và các bạn. Đây thì tại những cái điểm đây này. Quý vị và các bạn nhé, đây là tại những cái điểm giao nhau giữa các dầm như thế này. Thì chúng ta sẽ đan khoảng cách các đai là 110, tức là 10 cm. Còn đối với những cái ở khu vực bên ngoài này, khoảng cách ở giữa các dầm như thế này, chúng ta đan là A150 này các bác nhá. Đây thì như quý vị các bạn nhìn đấy, là đây này, cái phần đây gọi là cái phần đai chống siêu này các bác, cái đai chống siêu này đó, thì các bác nhìn không, cái đai chống siêu này có cái tác dụng là khi mà chúng ta buộc đai xong như thế này thì chúng ta cái dầm của chúng ta đứng vững và không bị siêu vẹo. Rồi, các bác nhìn được, rất là ngay ngắn, chúng ta có thể đi lại một cách rất là thoải mái mà không bị xô nhá. Đây một cái điểm lưu ý nữa là khi mà chúng ta sau khi mà làm cái lớp bê tông nót này xong này các bạn ạ, sau khi nào cái lớp bê tông nót này xong thì quý vị các bạn sẽ yêu cầu các bác thợ là rắc lại móng một lần nữa để chúng ta xác định cái vị trí tim đấy, xác định một cái vị tim như này. Chúng ta sẽ đóng cái cọc vào như này, thì trong quá trình thi công chúng ta sẽ không bị mất tim và sai lệch cái tim đấy, thì sẽ được cố định đấy, tim cột thì các bác đóng rất là an toàn. Ở đây thì Dương quay tổng thể cho các bạn nhìn thấy, thì căn nhà này thì ở dưới tầng 1 được bố trí là một phòng khách, nên là phòng khách này đó, và đây là gian thờ này, đằng trong là khu vực bếp này, bàn ăn này, ở bên này là một phòng ngủ đây, ở giữa là khu vực gian cầu thang. Đấy là toàn bộ cái công trình 2 tầng mái Nhật phòng khách hiện đại với kích thước là 8x15, công năng sử dụng bao gồm có khách, bếp, thờ với 3 phòng ngủ cộng với 2 nhà vệ sinh. Quý vị và các bạn có nhu cầu về tư vấn thiết kế hay cần hỗ trợ về kỹ thuật thi công thì liên hệ ngay với Dương qua số hotline 0982 900 345. Dương cùng với đội ngũ kiến trúc Osaka đã giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các chương trình tiếp theo.